Hello everyone, welcome to my channel. Video mình sẽ so sánh về con Primal Peashooter với con GOO Peashooter và con Snow Peer. Ba con này đều là ba con plan có những cái hiệu ứng đặc biệt. Như là con Prim thì nó có hiệu ứng bắn độc này. À xin lỗi, con GOO Peashooter hiệu ứng bắn độc. Snow Peer băng. Prim nữa đẩy. Vậy như với boss skin thì con Primal Peashooter mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với hai con còn lại. Có vẻ như là con GOO Peashooter sắp chết. Ô, rất may cho nó. Có vẻ như là khi sử dụng độc thì các zombie mạnh đến mấy nó cũng sẽ có khả năng chết rất là nhanh. Con tôi đeo lên gần tôi bay ra tốc độ nhanh quá, có vẻ như là hấp thủ cả ba rồi. À nhưng mà điểm có lẽ vẫn tính cho con Snow Peer, tại vì nếu như mà không bị thất thủ thì con Snow Peer vẫn hạ được con tôi đeo. Có vẻ như là con Primal Peashooter nó bắn các con Zuma Chicken nhưng mà nó không phóng ra cả. Đây là con ETI zombie, một con zombie cực kỳ mạnh ở trong các zombie thường. Yeah.
cuối cùng mình sẽ đấu với con Gargantuar. Đại diện của nó sẽ con Mummy Gargantuar. Con này sẽ là bao lắm dành cho Gam thôi. Như ban đầu mình từng nói, con Rim Beastshotter có rất nhiều lợi thế ở mọi skin, tiêu diệt zombie cực kỳ nhanh. Ok, như vậy là video mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Mình sẽ có một tổng kết, đó chính là với con Snowpea, nó sẽ là con tốt nhất vì nó có hiệu ứng của nó là tốt nhất. Sau đến là con GOO Peashooter, đam của nó là mạnh nhất. Còn con Primal Peashooter nó chỉ mạnh về bow up.